ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu của em nhé. Tiếp tục trong một buổi đầu tuần ngày hôm nay thì em lại có một cái buổi báo giá trực tiếp cũng như là xả cắt lỗ rất nhiều những đầu xe ô tô. Đợi em một chút, em sẽ ghi số điện thoại đây ạ. Em chào bác Trương Xuân này, chào tất cả khách hàng đang vào xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô ạ. Các bác nào đang xem buổi báo giá của em thì chia sẻ hoặc em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em nhé. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh này. Ô lá lào lô. Em chào bác Nguyễn Quang Minh này. Chào bác Trương Nguyễn này. Anh Trương Nguyễn ơi, xem xe thế nào rồi? Ác xe năm về thêm rất là nhiều luôn. Em xin phép được ghim số điện thoại vào đây ạ. Em chào anh Trương Xuân này. Hôm qua thì em có khách ở trong Thanh Hóa ra xem xe trực tiếp tại chợ nên em phải tiếp khách ở chợ nên là chưa thể báo giá trực tiếp được. Hôm nay thì rất là mát rời luôn. Dù rằng là thời tiết của tháng 5 nhưng vẫn phải mặc áo khoác luôn các bác này. Em chào anh Dương Kết nhé. Các anh chia sẻ hộ em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Vừa mưa lại vừa nắng, thời tiết không thể hiểu nổi. Chào em xinh tươi, dạ em chào anh nhé. Chia sẻ hộ em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em Lê Hương nhé. 13 khách hàng rồi, em chỉ đợi đúng 20 khách hàng thôi. Em chào anh Hoàng Long. Anh Hoàng Long này vào rất sớm luôn. Xe đẹp người xinh, dạ em cảm ơn bác Phạm Mỹ Hạnh này. Chia sẻ giúp em lên trang cá nhân và trang hội nhóm ạ. Em chào bác Tuyền Ngọc này. Xin chào người đẹp, em chào anh Nguyễn Đình Lan nhé. Nguyễn Đình Lan, tên thì là tên tên rất là nữ tính. Em chào anh Đình Sơn nhé. Hôm qua vì tiếp anh Đình Sơn ở Thanh Hóa, hai vợ chồng bác Đình Sơn đã ra mua xe và ủng hộ bên em. Nên là hôm qua em sẽ đã buổi bỏ một buổi live stream. Thì hôm nay em lại vào một hôm nay sẽ là xả cắt lỗ này. Xe về rất là nhiều luôn, cũng bán rất là nhanh luôn nhưng vẫn xả cắt lỗ cho mình. Để toàn thể khách hàng nhà mình để được một giá đẹp nhất này. Em chào bác Hoàng Bách Dương này. 17 khách hàng rồi, em chỉ đợi đúng 3 khách hàng nữa thôi. Chất lượng hơn số lượng nên em không cần quá là nhiều khách hàng, chỉ cần đủ khách hàng thiện chí của em thôi. Toàn khách hàng lâu năm theo dõi thôi. Vừa mưa lại vừa nắng. Em chào anh Nguyễn Thành Lương nhé. Các anh cho em xin 1 phút nữa thôi, chỉ cần 3 khách hàng nữa thôi vào là em sẽ đi buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Accent nhập khẩu, Accent bản Blue, Accent có cả cờ lóc đầy đủ cho em. Chào Nguyễn Sơn nhá, rồi 20 khách hàng rồi, em sẽ quay sang cam sau. Chào bác Vân Vũ này. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Đầu tuần thì em cũng chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một buổi làm việc cũng như là một tuần làm việc thật là năng lượng. Mọi công việc luôn được hanh thông, sự việc hanh thông nhé. Công việc luôn đặt theo ý của mình. Đây, trước mắt khách hàng nhà mình là một mẫu xe Hyundai Accent đời 2011, biển 38 đẹp. Sáng nay em lên, em mới nhá nhá một chút hình ảnh thôi mà rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì hôm nay báo giá live stream thì em sẽ báo luôn cho mình xem này. Em chào anh Đức này. Ngày Hải Dương ngày nào cũng mưa. Dạ vâng, Hải Dương mấy bữa nay thời tiết hơi chán một chút anh ạ. Vừa mưa lại vừa nắng này. Em chào anh Vân Khương nhé. Đây, Hyundai Accent bản đặc biệt, bản này sẽ có cửa lóc cho em. Nhập khẩu bản đặc biệt đời 2011, số tự động, màn hình giải trí đầy đủ có rồi, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, nghe gọi khẩu lệnh này, mùa đông đến rồi. Chắc là vậy rồi anh ơi. Tháng 5 vẫn mặc áo khoác. 355 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt cho em. Bản này sẽ có cửa lóc này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Nếu như bây giờ mà các bác thích Accent thì hãy gọi tên Lem Lê Hương ngay đi ạ. Về thêm rất là nhiều Accent luôn. Đời 2011 bản nhập khẩu, số tự động, có cửa lóc đẹp cho em. 355 triệu màu bạc. Đèn halogen này, đèn gầm này. Biển 38-85 cuối này. Tiếp tục bên đây em cũng có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent. Nhưng đây là chiếc xe Accent số sàn, form dáng mới nhất nhá. Form dáng mới tinh. Đời 2019 số sàn. Em đang bán chiếc Accent số sàn này đời 2019 là 385 triệu. Biển 89 này. Cụm đèn pha thiết kế sẽ khác hơn so với đời này. Đời này thì đèn pha nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đây, đến đời 2019 này, số sàn thì đèn gầm là đèn bi salon này, đèn halogen siêu sáng và cái cụm đèn pha nó sẽ dài hơn nhá. Xin nhan trên gương. Hai chiếc Accent đều có xin nhan trên gương. Đời 2019 thì vẫn là la răng của nguyên xe, chưa lên la răng thể thao vì bác chủ cũ là một người không thích thay đổi nhiều. Ghế da zin đét đẹp cho em rồi. 385 triệu, đầu đài màn hình có rồi. Tổ hợp phím bấm này, có nghe gọi này.
Em chào bác Bùi Ly, chào bác Hà Tùng này. Các bác chia sẻ mạnh mẽ lên, em chào anh Vân Khương nhé. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em. Accent 385 triệu số sàn. Đời 2019 này. Accent nhập khẩu đời 2011 số tự động nhập khẩu đẹp cho em đây. 355 triệu. Accent về thêm rất là nhiều luôn. Còn nếu như bác nào thích Vios màu vàng cát thì em về thêm cho mình một mẫu xe Vios này. Vios màu vàng cát số sàn đời 2011. Em đang bán chỉ có 215 triệu thôi. Vios rất là nhiều, vàng cát này, màu đen, màu trắng, màu xám, có hết đầy đủ rất là nhiều dòng xe Vios này. Ghế da em đã đầu tư rồi. Đầu tư cho em nó một bộ ghế da mới tinh luôn. Vô lăng ba chấu đẹp này, có cái áo da như này. Các bác thích thì để, không thích thì bỏ ra, không sao cả. Đời 2011 em Hương đang bán chiếc Vios này 215 triệu. Bác nào thích Vios thì vào việc ngay với em thôi. Phong cách làm việc rất là nhanh gọn luôn. 215 triệu này. Em chào bác Phạm Tú Anh, chào bác Nguyễn Viết Trinh nhé. Các bác chia sẻ lên ạ. Chia sẻ lên giúp em Lê Hương ạ. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10. Nhưng đây là một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ này. Bản đồ sẽ có gì? Xi nhan trên gương. Đèn gầm có rồi. Đèn halogen là đèn pha siêu sáng, ốp hết mạ chrome rồi. i10 bản đồ đời 2014 nhập khẩu em đang bán 225 triệu. Đối với bản đồ sẽ có gì nào? Nút mở một trạm thông minh này trên cánh cửa. Túi khí an toàn, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi nhé. 225 triệu cho siêu phẩm Hyundai i10 bản đồ này. Bình thường nếu như mà đi Hyundai i10 nhập khẩu đã sướng rồi. Nhưng mà lại đi được một chiếc xe bản nhập khẩu nhưng mà bản đủ đi thì vừa an toàn này. Túi khí an toàn này. Ngay từ kệ bước chân lên xuống này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Rất là đẹp luôn. 225 triệu la răng thể thao đẹp rồi. Phía sau có đầy đủ cho em là bốn mắt cảm biến va chạm này. Cam lùi cũng có này. Em chào anh Trung Siun nhá. Chào bác Nguyễn Cao Kỳ ạ. Chia sẻ giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. i10 bản đủ 215 triệu. À em xin lỗi, 225 triệu cho Hyundai i10 bản đủ đời 2014 nhập khẩu này. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning full đồ. Con này thì chắc chỉ hơn trăm một tí thôi. Mai em sẽ báo giá cho mình nhé. Kia Morning lắm xe mới về quá luôn, nhìn hoa cả mắt. Hello em, dạ em chào anh nhé. Kia Rio màu bạc này mới về đây nhưng mà chưa cập nhật được giá rồi, mới đét đẹp, đẹp luôn. Nhìn đẹp thế này cơ mà. Vừa mới về nên là chưa cập nhật được giá nhá. Kia Rio này, quay nhá cho các bác trước này. Accent này, Kia Rio rất là nhiều luôn, số tự động. Một chút nữa thì chiều em sẽ lên video này. Chia sẻ lên giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Kia Morning. Kia Morning đời 2010 bản nhập khẩu số tự động. Ôi dồi ôi, số tự động đây. Những bác nào mà yêu thích đi xe số tự động với phân khúc chỉ có 235 triệu mà đi được Kia Morning nhập khẩu số tự động. Inbox ngay số điện thoại cho em. Ghế da này, ghế da màu đen đẹp rồi, thêm cái viền vàng rất là nổi luôn. Số tự động, túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản theo xe. Rất là đẹp luôn nhá. 235 triệu. Trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Những bác nào mà bằng B2, B1 đi đều ok. B1 này. B1 nhưng bác nào bằng B1 mà đăng ký số tự động này, lóc nhà nhà mình mà mua xe này, đưa đón con này, rất là ok luôn. 235 triệu i10 nhập khẩu đời 2010. Số tự động đẹp cho em đây, la răng hoa mai, xi nhan trên gương đẹp luôn rồi. Em xin phép được đi vào bên trong đây ạ. Đi vào bên trong đây rất là nhiều xe. Em chào bác Bon Bon nhé. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu vàng. Kia Morning đời 2017, đời rất là cao. Trang bị động cơ 1.2, giá chào bán chỉ có 228 triệu thôi ạ. Màn hình giải trí OLED siêu to, ghế da đẹp căng, điều hòa thì mát lạnh rồi. Các bác vào chia sẻ lên giúp em ạ. Kia Morning đời 2017 giá chỉ có 228 triệu, số máy cực ngon nhá. Cam kết là không đâm xô cho mình.
La răng thể thao phanh ABS này. Kia Morning màu vàng biển 36 đời 2017 nhá. Cam hành trình có rồi, màn hình giải trí có luôn, đã lên la răng thể thao rồi. Đèn gầm, đèn halogen siêu sáng này, 228 triệu, rất là nhiều xe đẹp luôn. Bên cạnh đây thì em có cho mình một chiếc xe Jolly biển thủ đô đẹp, xe 8 chỗ ngồi to đùng vật vã mà cũng chỉ có 135 triệu thôi. 135 triệu, xe đẹp quá. Bác Hoàng Giang chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Em chào anh Thành Lê, chào bác Giang Hân, chào bác Xuân Cường này. Bên đây thì em về thêm cho mình một mẫu xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất này. Bản này là đời 2018, form dáng nó sẽ khác một chút so với bản cũ này. Có 4 mắt cảm biến va chạm phía trước này. Ford EcoSport đời 2018, 4 mắt cảm biến va chạm phía trước này. Cụm đèn pha và đèn gầm rất là gần nhau, nhìn rất là đẹp luôn. Gầm cao 5 chỗ ngồi, có xi nhan trên gương. Bản này là bản Titanium số tự động này, có xi nhan trên gương. À đâu? Đúng rồi. Bản này có cửa lock cho em nhá. Cửa lock này, màn hình giải trí này, form đời 2018 các bác này. Chất nừ luôn. 5 chỗ gầm cao, nhìn đúng chuẩn xe cán bộ luôn. Hàng ghế da này, cửa lock này, trần này bọc hết ni lông đẹp cho em rồi. Màn hình giải trí có luôn. Túi khí an toàn quanh xe. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng nhé. 535 triệu cho em Ford EcoSport đời 2018, số tự động đẹp cho em. Đời 2018 này, Titanium cao cấp đẹp. Túi khí an toàn quanh xe, ghế da zin đẹp, máy số cực ngon, bao test hãng cho mình toàn quốc. La răng thể thao và phanh ABS ạ. Em chào bác Nguyễn Văn Thà Phán này. Chào bác Tạ Văn Thả này. Em nghe cái tên anh Thả này rất là quen luôn, nhìn ảnh cũng quen luôn, không biết là có quen thật không nữa cơ. Và EcoSport nhá, 535 triệu, bao rút hồ sơ cho mình. Và thiện chí nữa là sẽ bớt thêm nhiệt tình cho mình luôn. Inbox số điện thoại Zalo cho em, làm việc vùng riêng tư với em. Inbox vùng kín cho em để lực giá đẹp nhá. Xin nhan trên gương này. Và bên đây thì em có cho mình một chiếc xe biển 36 Vios này, thiên thần ở giữa rồi. Một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2009, số sàn trang bị động cơ là 1.5. Em đang bán là 208 triệu. Ghế da lên ghế da đẹp căng cho mình rồi. Đầu đài nguyên bản theo xe. 208 triệu cho chiếc xe. 208 triệu cho chiếc xe Vios bản E xịn đời 2008 nhé. À đời 2009 ạ, 208 triệu. Và bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm nữa đây. Lacetti. Biển 21 rất là đẹp rồi. Lacetti SE đời 2010. Đây là một chiếc xe Lacetti SE bản nhập Hàn cho em. Ồ đóng cửa rồi. Bản nhập Hàn, giá chào bán 222 triệu, số sàn. Đầu đài nguyên bản theo xe và có túi khí an toàn đầy đủ cho mình. Trang bị động cơ 1.6 này, số sàn, nhập Hàn 2010. Em đang bán là 222 triệu. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Các bác nào, bác yêu thiên nhiên vẫn đợi em con Ford Everest nhỉ? À đây rồi. Hôm nay thì em đã nhìn thấy Ford Everest rồi, anh yêu thiên nhiên ơi. Ford Everest biển 34 bánh đậu xanh này, form dáng gầm cao, lước sơn đẹp căng cho em. Ford Everest xi nhan trên gương, trên hông nhé. Ford Everest đời 2005, số sàn một cầu, 186 triệu. Bác yêu thiên nhiên này rồi, em nhìn thấy rồi. Bác yêu thiên nhiên này, Ford Everest 186 triệu. Lước sơn màu đen đẹp, có giá để đồ, gầm cao này, gầm bệ rất là cao. Hôm qua thì Thọ lại mang đi làm xe công vụ để đi bắt một chiếc xe CDX ở Hà Nội, nên là hôm nay mới ở nhà đây. 168 triệu, một chiếc duy nhất mà không phải là lúc nào cũng bắt được xe đẹp đâu ạ. Lên là anh yêu thiên nhiên này, ưng phát là kết nối Zalo cho em ngay. Ford Everest 186 triệu. Form dáng các bác nhìn này, cao này, gầm cao này, lốp còn mới đẹp cho em, còn nguyên những cái râu đây. Đấy này, các bác nhìn này, cái viên sạn lốp nó sâu lên nỗi viên sạn còn dính vào không ra được cái này. Số sàn một cầu 7 chỗ ngồi 2005, 186 triệu. Kết nối Zalo với em ngay, một chiếc duy nhất luôn.
rất là nhiều bác đã từng đi Ford Everest thì thấy rằng xe rất là khỏe luôn đúng không ạ? Nên là ưng một phát là kết nối cho em luôn. Ghế da đẹp căng luôn này, điều hòa nóng lạnh này. 186 triệu một chiếc duy nhất thôi. Nếu như chiếc này chốt rồi khả năng phải sang năm cũng chẳng bắt được cái dòng này. Rất là khó bắt vì về chiếc nào là bán chiếc đấy. 7 chỗ ngồi giá tiền vừa tiền. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Gentra nữa đây. Lát nhắn tin Zalo cho anh nhé. Dạ vâng anh ơi, kết nối Zalo với em nhé. À, gì nhỉ? Em có cho mình một chiếc xe Gentra đời 2010, 155 triệu, đầu đài màn hình hơi bé một tí. Nhưng được cái để điều hòa mát lạnh, số máy rất là êm. Táp ly táp lô sạch sẽ đẹp căng, ghế da xịn sò cho em rồi. 155 triệu cho chiếc xe Gentra. La răng thể thao bản sedan hai đầu rất là đẹp luôn. 155 triệu đời 2010, có xe Gentra đi. Chào em Hương ô tô. Xe đẹp lại còn rẻ nữa. Chúc em một buổi trưa có nhiều năng lượng. Dạ em cảm ơn anh Bùi Tấn nhé. Chúc anh có một tuần làm việc, mọi sự việc được hanh thông, công việc thuận lợi nhé. Và có những bữa cơm ấm áp bên gia đình nhà mình này. Ở đây, ồ, accent rồi, chúa tể của accent thật rồi. Em chào anh Sao Công, chào anh Hưng Trà này. Chào anh Đình Văn này. Nếu như mà thời buổi bây giờ, hiện đại thời điểm bây giờ, bác nào thích accent thì đúng là phải gọi tên em thật rồi. Em lại có cho mình một chiếc Accent, một chủ này, đời 2018, đăng ký 2019, số sàn. Trang bị động cơ là 1.4, biển 34 bánh đậu xanh cho em này. À bao nhiêu tiền nhỉ? 385 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent, một chủ duy nhất này, một đời chồng. Em này là một đời chồng, đến bác là đời thứ hai này. Đèn pha siêu sáng rồi, đèn gầm và đèn bi đẹp, ốp hết mạ chrome cho em, tất cả rồi. La răng thì vẫn là la răng theo xe, đẹp. Lốp còn rất là mới luôn. Các bác nhìn lốp xe này, 4 quả lốp, một dàn lốp còn nguyên lông như thế này. Xin nhan trên gương. 385 triệu Hyundai Accent đời 2018, đăng ký là 2019. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng nghe gọi cho em rồi. Ghế da hai màu rất là đẹp luôn. Và có màn hình giải trí đầy đủ nhé. Sấy sưởi kính điều hòa đầy đủ luôn cho em. Cam hành trình có rồi. Ốp hết mạ chrome đẹp cho em. Phía sau này, cụm đèn pha hậu phía sau siêu sắc led ăn sâu vào lắp cốp này. Bác yêu thiên nhiên bảo là quay con xe kỹ cho anh nhé. Đây anh ơi, Ford Everest. Có si ban ban cái gì? Anh Hưng chào em đọc chứ chưa hiểu ạ. Si ban ban là cái gì ạ? Si ban ban do em chỉ dịch được mỗi cái từ số tự động thôi. Anh Hưng chào anh comment lại hộ em với. em vẫn chưa hình dung ra chữ đấy là chữ gì ạ. Xe đời xe gì? Ford Everest 186 triệu này anh gì nhở? Anh yêu thiên nhiên ơi, tin tưởng vào em Hương này. 186 triệu chốt trên livestream cho em để được giá đẹp nhất. Tí nữa xuống làm việc với Zalo em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video nhất, chi tiết nhất. Còn bây giờ thì em đang livestream chưa quay được, chỉ quay được như thế này thôi. Còn không thể mở lắp cabo ra, lắp cabo phải khi nào em gửi hình ảnh cho mình em mới mở được. Bây giờ nó cao như thế này em không kiễng mà mở lên được cơ. Kết nối Zalo cho em nhé. Em chào anh Ngọc Ngọc Khang này, em chào anh Nguyễn Anh Kiệt này, chào bác Quang Nguyễn này, chào bác Nguyễn Điền này, anh Hưng Trà bình luận lại cho em nhé. Em chưa hình dung ra tên xe là con xe nào. Bên đây thì Civic, Civic này em nhận cọc rồi. Khách hàng nào mà thích Civic mà còn lăn tăn là hôm nay em nhận cọc mất rồi. Honda Civic siêu phẩm rồi. Ok anh ơi, tí em sẽ nhắn tin cho Zalo cho anh này. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning, số tự động đời 2008, bản nhập khẩu với lốp sơn màu đen đẹp, biển 30 4 số nha các bác nhá. Biển 30 4 số này. Đèn pha halogen, đèn gầm có này. Xin nhan trên gương đẹp. Có la răng thể thao hoa mai cho em này, la răng hoa mai, phanh ABS. Và giá giảm cắt lỗ cho mình chiếc xe này 179 triệu cho chiếc xe Kia Morning, số tự động đẹp cho em. 179 triệu, ghế da đẹp căng. Màn hình là chỉ có một cái màn hình cỡ vừa bé bé thôi. Điều hòa mát lạnh, số máy cực ngon nhá. Giảm cắt lỗ cho mình còn 179 triệu. Đời 2008 nhập khẩu số tự động. Trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi, siêu tiết kiệm.
Và em xin hứa là sẽ rút hồ sơ con này cho các bác. Bao cả rút hồ sơ luôn, cắt nỗ rồi nhưng vẫn bao rút hồ sơ cho mình. Xe rất là ngon luôn ạ, đi cực êm luôn. Em chào anh Cường Móm này, chào anh Phạm Ngọc Hưng Hùng này, chào bác La Văn Bùi này, chào bác Trần Luyện, chào bác Đinh Tuyến này. Các bác nào xem rồi nhưng phải hãy chia sẻ cho em đây Hương Ly ạ. Chia sẻ cho em một nút lên trang cá nhân vội nhóm giúp em, cũng như là comment những dòng xe nào mà mình yêu thích. Vấn đề xe gì mà chưa hiểu hoặc là mua xe ở nơi khác cũng được, nhưng mà giấy tờ làm mà chưa được hoặc là trục trặc vào giấy tờ thì inbox em sẽ có dịch vụ em làm hộ cho mình nhá, để các bác đỡ vất vả này. Em chào anh Vũ Sang này, chào anh Lê Đình Trình này, chào anh Cường Móm nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ. Một siêu phẩm mang đến thương hiệu nhà mình đó là một chiếc xe Mazda, một chiếc Mazda 3S đời 2009 số tự động. Em đang bán là 295 triệu bản nhập khẩu số tự động đẹp cho em, với lớp sơn màu đỏ đẹp. Đèn pin salon này, đèn gầm, xi nhan trên gương có cửa lóc đầy đủ cho em. Nhập khẩu 2.0 số tự động 5 chỗ ngồi. Mazda 3S 295 triệu. Em chào anh Đình Văn nhé. Ghế da hai màu kết hợp đen đỏ rất là đặc nổi bật cho em. Cụm đồng hồ. Đây các bác là nhìn cái cụm bài. Các cái phím bấm cho em này. Tự dưng là quên tên, đơ. Sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài, điều hòa auto cho em. Nhìn vào đây rất sang đúng không ạ? Nó thiết kế tựa như dòng của xe mẹt, nhìn rất là sang luôn. 295 triệu. Muốn xem xe nào thì cứ comment tên xe này giúp em. 48 triệu có ô tô đi, 66 triệu có ô tô đi. Hơn 100 triệu cũng có, 1 tỷ cũng có ạ. Ở bên đây thì em lại có cho mình Xpander số Xpander anh Hưng trả, rất là tiếc anh Hưng trả ơi. Xpander 2 ngày hôm qua em chốt liên tiếp 2 chiếc Xpander, một chiếc về Nghệ An, một chiếc là về đâu nhỉ? Hà Nội rồi. Xpander bản nhập Indo đời 2019 số tự động đẹp từng con ốc, nhưng em bán rồi. Chiều qua mới lên xe lồng xong. Rất là tiếc luôn. Nhiều khách hàng cũng quan tâm về Xpander nhưng còn lăn tăn, còn phân vân một cái lý do gì đấy nó tác động lên, chưa chốt được. Đến lúc quay lại Hương ơi anh chốt Xpander thì rất là tiếc, em đã bán rồi. Phong cách làm việc nhanh, khi mà đã ưng một mẫu xe nào về giá, về chất lượng thì mình phải làm việc nhanh thì mới có xe đẹp để đi ạ. Chứ còn cứ phân vân một chút thôi là không còn đâu ạ. Ở đây em có cho mình một chiếc xe CDX. CDX đời 2009 bản nhập khẩu số tự động đẹp cho em. Nói về CDX các bác sẽ nghĩ ngay anh cũng Nghệ An. Hôm qua em cho về Lam Đàn Nghệ An anh ạ. Địa chỉ cụ thể thì em không nhớ, em chỉ nhớ là Lam Đàn Nghệ An thôi. Làm dâu Lam Đàn Nghệ An rồi anh ơi. Rất là tiếc. Ở đây em có CDX 245 triệu đời 2009 bản nhập khẩu số tự động này. Với CDX này, Fortuner máy dầu anh ơi, dòng Fortuner nó hiếm lắm. 2 tháng nay em cho thợ đi lùng sùng sục cả nước luôn. Ngóc ngách nào nhà dân em cũng vào nhưng không mua được Fortuner, rất là hiếm luôn. Máy xăng đã hiếm rồi, giờ mà mua được máy dầu nữa thì đúng là còn hiếm hơn anh ạ, rất là khó luôn. Để mà tìm được mẫu xe Fortuner với phân khúc tiền vừa tiền, số máy ngon mà máy dầu thì khó lắm ạ. Nếu như bác nào thiện chí thì cứ kết nối Zalo với em, xong bảo là ai chà chà anh cũng ở Lam Đán thôi. Đấy, thế là một cô gái Xpander màu xám đẹp của em về làm dâu Lam Đàn. Nếu như sau này bác đi trên Lam Đàn khả năng lại nhìn thấy chiếc xe nhà em rồi. Tí em sẽ gửi cái một cái hình ảnh lên. Còn một cái bác chủ đấy bác ấy mua ở Lam Đàn. Địa chỉ cụ thể số nhà thì em không nhớ, nhưng qua em chỉ nhớ mang máng là ở Lam Đàn Nghệ An thôi. Xe DX 245 triệu đời 2009 này, nhập khẩu số tự động 1.6 nhá. Cửa lóc này, màn hình có rồi, đề lỗ thông minh đầy đủ luôn cho mình, la răng thể thao và phanh ABS này. Tiếc quá anh Hưng trà nhỉ. Chiều qua thôi, sáng chiều qua lên xe rồi nhưng em còn chưa đăng ảnh khoe cơ. Chắc là tí nữa xuống livestream mới đăng ảnh khoe. Là Xpander về làm dâu của Lam Đàn Nghệ An rồi. Bác cũng ở Lam Đàn luôn. Rất là khéo luôn. Ở đây em có cho mình một chiếc Spark cắt nỗ cho mình này. 93 triệu còn 85 triệu đi. Cắt nỗ nhanh. Ế chồng như này cắt nỗ nhanh rất là đẹp. Môi đỏ da trắng rất là xinh gái. Nhưng mà sao không hiểu sao lại bị ế chồng. Chắc là kêu quá, nhiều bác đến hỏi em kêu quá không chịu gá. Bây giờ cắt nỗ cho mình 93 triệu còn 85 triệu tập lái cho mình. Vâng, xe đẹp luôn anh ạ. Bản nhập Indo mới luôn, zin từng con ốc.
Mà bác chủ cũ đấy cũng là ông là bác đấy làm mà bên gì nhỉ? Làm cà phê. Nhà nhiều xe quá không đi đến nên là thợ nhà em tỉ tê thế nào lại mua được. Giờ lại về làm dâu Lam Đàn Nghệ An rồi. Ở đây em có cho mình một siêu phẩm Sonata. Hyundai Sonata bản nhập khẩu số tự động đời 2009 này, phân khúc quá là đẹp luôn. Form dáng đẹp. Đèn là đèn bi salon, có đèn gầm đầy đủ, biển 29 Hà Nội này. Sonata 288 triệu. Đời 2009 số tự động đẹp đây ạ. Đầu đài nguyên bản theo xe. Số tự động ốp hết cho em mạ giả vân gỗ quanh xe rồi. Các bác nhìn này. Nhiều lúc em mệt quá mà khách vào đông ngại làm em toàn ra xe làm thì em đây, đây là chiếc xe em ưng ý nhất. Vì sao? Vì khi vào xe nó không có cái mùi về da. Vì cái hệ thống điều hòa của xe nó hút hết, nó lọc hết cái mùi rồi. Nên nằm vào cái xe này khi mà không khởi động máy nó vẫn còn thơm. Nên là em rất thích nằm lên chiếc xe này. Sonata đây ạ. 288 triệu đời 2009 bản nhập khẩu số tự động đẹp cho em, biển thủ đô. Form dáng này. Cắt lỗ cho mình luôn. Cắt lỗ luôn. Giá em chào bán 288 triệu. Ưng xe này cắt lỗ cho mình, inbox Zalo cho em. Em chào anh Đại Phát này. Đấy, em bảo rồi, hôm nào mà em mà livestream đầu tiên thì em rất mong là anh Đại Phát sẽ vào luôn lúc 11:30 để em mở máy này một phát nhìn thấy luôn là Đại Phát đấy. Nghe cái tên thôi đã thấy thích rồi. Em chào anh Đặng Văn Huy nhá, chào anh Đoàn Văn Oanh này. Các anh vào xem báo giá livestream trực tiếp thì chia sẻ lên giúp em ạ. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm đến từ nhà Honda. Một siêu phẩm CRV đời 2009 số tự động. Giá chào bán 408 triệu. Ôi dồi ôi, ghế già đúng là chỉnh 8 hướng. Chỉnh 8 hướng cho em mà ngồi này nằm này. Ghế da đẹp căng, số tự động đẹp. Túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm chân vô lăng. Xe thì thường xuyên bác chủ cũ đi bảo dưỡng bảo hành nên rất là tốt luôn. Có cửa lóc đầy đủ cho em nhé. CRV có cửa lóc này. Giá chào bán 408 triệu nhưng không còn cái lẻ nữa. 400 triệu cho em. Ai, trời trời, cái này là cái gì? Mô hình xe phân xe hạng sang. Cái này không tháo được ra, cho tháo ra em cũng tháo này. Rất là đẹp luôn. 408 triệu còn 400 triệu đẹp cho mình. Siêu phẩm Honda CRV đây ạ. Đời 2009 số tự động đẹp cho em nhé. 2.0 thôi. CRV cửa lóc đầy đủ, ghế da đẹp căng, số máy cực ngon, gầm cao. Cao dàn thoáng máy đây ạ. Em chào bác Hằng Nga này, chào bác Chí Linh Phan này. Các bác đang xem báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì chia sẻ lên giúp em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em. Giá nào cũng bán. Nhà có nhiều con gái gả chồng hết. Chồng xa chồng gần em gả hết đây. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Granit số tự động 7 chỗ ngồi đời 2005. Giá chỉ có 256 triệu cho chiếc xe số tự động Granit 7 chỗ ngồi, tổ hợp phím bấm chân vô lăng này. À không có, cái này có túi khí an toàn chân vô lăng thôi. Túi khí an toàn này, màn hình giải trí này, điều hòa mát lạnh luôn. Số tự động rích rắc đẹp cho em. Xin nhan trên gương, form dáng các bác nhìn này. Granit 4 bánh trang bị động cơ phanh ABS đầy đủ cho em. Đèn là đèn bi salon này, đèn gầm có rồi. 256 triệu bao rút hồ sơ. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Và bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm. Nếu như về Mẹc này, Accent này, CDX này, Kia Morning, Hyundai i10 và Vios thì em rất là nhiều luôn. Từ hạng sang cho đến hạng trung bình em về thêm rất là nhiều. Ở đây em có một chiếc xe Mẹc C250. Bản này là bản Blue cao cấp cho em này. Mẹc C250. Nếu như bác nào đã từng đi xe Mẹc rồi thì thấy rằng dòng xe Mẹc nó rất là ổn định này. Máy móc này, nội thất, máy móc, cảm nhận của người lái, người ngồi trên xe rất là êm luôn. Mẹc C250 bản Blue cao cấp nhất em đang chào bán với giá là 379 triệu. Đời 2009 số tự động. Mẹc C250 đẹp cho em này. Xin nhan trên gương la răng tâm thể thao rất là đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng. 379 triệu đời 2009, trang bị động cơ là 1.8. 1.8 nhưng với hệ điều hành của xe Mẹc nó sẽ khác hoàn toàn dòng xe khác nên là không hề tốn xăng như khách hàng nghĩ đâu ạ. La răng thể thao đẹp, 10 mắt cảm biến, phía trước có 4 mắt cảm biến, phía sau có 6 mắt cảm biến này, biển thủ đô đẹp cho em nhé. Mẹc C250 bản Blue 379 triệu, em chào bác Phạm Thiều này, chào bác Công Sĩ này, chào bác
Vũ Văn Thê này, anh Lâm Nguyễn vào hơi muộn nhá. Em chào bác Hồ Hồng này. Mercedes 250 379 triệu. Còn bên đây thì em có cho mình một chiếc xe, nó gọi là Ford Mondeo. Ford Mondeo xe đúng là của chuẩn giám đốc luôn. Đời 2004, số tự động 2.5. Số tự động 2.5. À chiếc này em bán rồi. Chiếc này có khách cọc Bắc Giang mai xem xe rồi quên mất, tí lại quảng cáo bán mất thì xong. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe quốc dân, con cưng quốc dân đây ạ. Một chiếc xe Vios màu đen đời 2009, à 2008 này. Đời 2008 này, số máy cực êm cho em, biển 38 này, đuôi 92 này. Có đèn pha, đèn gầm đầy đủ này, xi nhan trên gương. 175 triệu đi, 178, còn 175. Bao rút hồ sơ đến xem xe trực tiếp hoặc ship lại bao bớt tiếp. Với chiếc Vios này thì em có đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí siêu to rồi, la răng thể thao, phanh ABS, xi nhan trên gương. 175 triệu, Vios đời 2008 màu đen, ghế da bọc lại rồi. Có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đẹp cho em. Chào bác Quang Anh nhé. Có xe bán Xuân Cường không shop. Nếu như mà mua xe tặng luôn Xuân Cường vào trong miền Nam, ship luôn vào miền Nam luôn. Tự dưng nhìn thấy Quang Anh đâu cứ ngợ ngợ. À, ông chủ xe lớn nhất Hải Phòng. Cứ ngợ ngợ luôn. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe là Getz số tự động đời 2007 này. Đây là một chiếc xe Getz bản nhập Hàn cho em. Trang bị động cơ 1.4, số máy cực êm. Giá đẹp 188 triệu, số tự động. Có Vios nào không em? Anh ơi, Vios mà gọi tên em Hương nó là vào động rồi. Nếu như Vios với em Hương nó là vào động Vios rồi, sẵn sàng cho mình 10 đầu xe Vios ngay bây giờ. Cảm ơn Quang Anh nhá. Quang Anh từ ngày hôm cưới giờ chưa gặp, không biết là lên chức bố cho em ơi. Lên chức bố chưa? Hôm nào phải cho anh chị ra Quảng Ninh, à ra Hải Phòng chơi một bữa nhá. Vios đây, à cái xin lỗi, Vios chứ. À gì nhỉ? Getz số tự động đời 2007 nhập khẩu em đang bán là 188 triệu này. Anh ơi Vios, anh thích màu trắng hay màu đen hay màu vàng hay màu xám? Vì em nhiều Vios lắm. 178 triệu Vios xịn đẹp cho em đây, số máy cực êm, biển 38. Đề lỗ thông minh có, màn hình giải trí có này. Một chiếc Vios này. Một chiếc Vios màu vàng cát đời 2011 số sàn nữa, giá cũng hơn 200 một tí tẹo thôi. Ok luôn. Hôm nào lên nhà mới mà mời anh chị sẽ ra ngay Hải Phòng. Từ hôm cưới đến giờ là chưa ra rồi. Lên chức bố hơi trẻ con một tí. Nhìn bố vẫn còn trẻ con lắm, vẫn trời lắm, vẫn thanh niên lắm. Hôm nào nhá, hôm nào gặp nhau ở Hải Phòng nhá. Ở bên em có cho mình một chiếc xe Kia Carren. Carren đời 2008 số tự động. Dạ anh Nam đợi em một chút nhá. Carren đời 2008 số tự động bản nhập khẩu em đang bán là 285 triệu. Màn hình giải trí có rồi, điều hòa auto mát lạnh cho em, số tự động ghế da đẹp căng. Chiều nay chị có khách rồi, chiều nay khách ở trong Nghệ An ra lấy xe rồi, chị phải bàn giao xe rồi. Xong chiều lại khách lại xem xe Vios nữa nên là chiều không ra được rồi, phải hôm nào phải đi hẳn một ngày nghỉ, không live stream, không ô tô gì hết để đi chơi thì nó mới vui. Hôm nào nhé, em chào bác Lê Trung Hiếu này. Ở đây em có cho mình một chiếc xe siêu phẩm, một chiếc xe i10 bản sedan đẹp cho em. Nếu như trước kia các bác thấy em rất là nhiều Hyundai i10 bản hatchback, thì nay em về sẵn một cặp song sinh Hyundai i10 bản sedan cực đẹp cho em này, với nước sơn màu trắng này. Anh Lam ơi đợi em một chút nhé, Vios màu vàng để ngoài cổng hơi xa một tí, em sẽ đi quay trước những dòng xe ở gần đây đã. Hyundai i10 đời 2015 bản sedan đẹp. Đúng mà chủ có khăn rồi thì nói chuẩn mà. Giờ vận ô tô này đi chơi làm sao được, hôm nào đi chơi phải sắp xếp lịch mới đi được chứ. i10 238 triệu đời 2015 nhập khẩu 1.2 số sàn. Màn hình giải trí có rồi, ghế da đẹp cho em. Trần lì zin này. Bản sedan đẹp với nước sơn màu trắng này. Taxi ok, dịch vụ ok. Mà bác nào mà có dịch vụ hoa cưới hỏi này, thì với chiếc xe màu trắng như thế này thì làm dịch vụ rất là đẹp luôn nhá. i10 biển 34 bánh đậu xanh đây ạ.
đời 2015 nhập khẩu 238 triệu. 238 triệu có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan đẹp cho em này. Màu trắng rất là đẹp này. Và bên đây thì có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 nhưng bản hatchback. Bản này chỉ có 195 triệu thôi. Đời 2014 nhập khẩu số sàn 1.0. Nhập khẩu đấy ạ. Nhưng mà bản hatchback thì sẽ hơi ngắn một chút nhé. Hatchback thì sẽ hơi ngắn một chút. Lên cho em la răng thể thao đẹp rồi. 195 triệu. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe phân khúc hạng D xịn này. Biển thủ đô Nissan Terra đời 2009, số tự động đẹp cho em. Cắt nỗ còn 346 triệu. Nếu như bác là thường xuyên theo dõi em thì chiếc xe này không dưới 400 triệu đâu. Cắt nỗ cho mình 346 triệu đời 2009 bản nhập khẩu số tự động. Phân khúc hạng D đẹp cho em. Gương kính cụp chỉnh điện xin nhan trên gương. Màn hình giải trí túi khí an toàn đầy đủ cho em, ghế da zin luôn. Nhìn cái option của xe rất là đẹp nhá. Màn hình to. Và đặc biệt em này nó có một cái hệ thống loa nghe thì thôi rồi. Nếu như bác nào mà yêu nghe nhạc ca vàng, à, nhạc trẻ, nhạc vàng mà vào chiếc xe này bật loa của xe Nissan này lên thì gọi là đẳng cấp luôn. Phải gọi là đẳng cấp. Có những chiếc xe nó có loa thì chỉ gọi là có cho có thôi, nghe rất là dở luôn. Nhưng với chiếc Nissan Terra này, phân khúc hạng D này, độc cái bộ loa thôi nghe đã sướng rồi. Cắt nỗ cho mình còn 346 triệu bản nhập khẩu đời 2009 này. Nissan Terra biển thủ đô, cam hành trình có rồi, màn hình xịn luôn. Gương kính cụp chỉnh điện cho em, xin nhan trên gương. Rất là đẹp luôn, form dáng sedan rất là chất luôn. Ưng ý lắm. Đi chiếc xe này cũng sướng cơ. Bốn mắt cảm biến này, à đâu, con này có hai mắt cảm biến phía sau này. Cam lùi có này, ốp mạ chrome viền rất là sáng sắc nét luôn cho em. Nissan Terra 346 triệu phân khúc hạng D đẹp đây. Em chào anh Hoàng Đình Thuyên này, vào muộn này. Anh Tạ Duy lại vào muộn này. Bác Nguyễn Luân này. Em chào bác ông Cao Thắng nhá, rất giống tên ca sĩ luôn. Em chào bác Khuyến Quang này. Các bác chia sẻ giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Chia sẻ lên giúp em. Về rất là nhiều xe luôn. Xe mới cũng để giá đẹp. Xe nào mà 1 tuần 2 tuần chưa nhấc được ngay cũng cắt lỗ luôn. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Chevrolet Cruze, số tự động đẹp đây. Số tự động đẹp giá 275, cắt nỗ còn 268 triệu thôi. Đời 2011 số tự động, trang bị động cơ là 1.6 cho em. Ghế da đẹp này. Chevrolet Cruze tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn. Đi Cruze này sẽ rất là êm á cho em nhé. Êm ái cực luôn, máy số ngon. Chào cho anh xem con trắng nào. Con trắng ạ. Trắng thì em là i10 đúng không anh? Nếu mà trắng thì em có i10 trắng này, Vios trắng này và Mazda 3S trắng này. Anh thích dòng nào? Ví dụ như S Mazda này, Mazda 3S này, một chủ từ mới, máy số zin này. 395 triệu cho chiếc Mazda 3S. Đèn bi salon, đèn gầm có, giải đèn nét có này, xin nhan trên gương. Mazda 3S có cửa lock cho em, đời 2013, số tự động 1.6 này. 395 triệu, màn hình giải trí có rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có ga tay tự động luôn cho em nhé. i10 ạ. Dạ. i10 thì em có i10 bản sedan và bản hatchback này. Còn đây là Mazda 3S, một chủ tư nhân nhé. Một chủ từ mới, 3S zin, 395 triệu, đời 2013, số tự động. Còn Hyundai i10, anh Đình Thuyên ơi, nếu như mà thích i10 thì chốt luôn cho em, vì không phải lúc nào cũng về được bản sedan đâu. Bản sedan rất là hiếm luôn. i10 đời 2015, bản nhập khẩu số sàn, trang bị động cơ 1.2, 238 triệu. Cam kết không đâm xô và không ngập nước, hồ sơ pháp lý là không tranh chấp. Và em đã check cho mình rồi, không hề bị phạt nguội. Nếu như phạt nguội thì bọn em vỡ lỡ mất. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. i10 238 triệu. Màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Ghế da đẹp luôn. Trần lỉ bọc ly lông sạch sẽ cho em rồi này. 238 triệu i10. Dịch vụ cũng ok. Gia đình cũng rất là sang mà dịch vụ hoa cưới hỏi. Chạy thêm cũng rất là có kinh tế luôn. Tiền lại đẻ ra tiền này. 238 triệu. Còn i10 bản hatchback thì sẽ ngắn hơn, đời 2014 cũng là bản nhập khẩu cho em.
195 triệu có dịch vụ không? Nếu như mà anh Đình Thuyên hỏi em i10 và xe và H Kia Morning có dịch vụ không thì em xin khẳng định này, Vios này, i10 này, Kia Morning này, nó sẽ có dịch vụ nhá. Quan trọng là gì? Dịch vụ là công ty dịch vụ hoàn lương hay là như bọn anh mua về xong là có khách thì chạy một cuốc hai cuốc kiếm 100-200 nghìn tiền sữa cho con thì đấy cũng tính là dịch vụ. Nhưng em chỉ mua những cái xe dịch vụ như của anh thôi, thế thôi. Còn công ty dịch vụ là em sẽ không mua. Đấy là em chia sẻ thật. Còn nếu như anh mua khu vực chỗ khác, người ta sẽ bảo không anh ơi, xe này của dân không dịch vụ. Nhưng đấy là hoàn toàn là nói láo anh nhá. Hoàn toàn là nói láo. Còn em sẽ nói luôn là anh ơi em có dịch vụ nhưng mà chỉ là Grab thôi, không phải là công ty taxi, nên anh hoàn toàn yên tâm. Công ty thì em sẽ chừa ra, nếu như anh quan tâm dòng xe nào em sẽ chọn cho mình chiếc xe chỉ là chạy Grab thôi, không phải là công ty hoàn lương, anh yên tâm nhá anh nhá. Chủ mã là tư nhân nhá, không phải là dịch vụ anh nhá. Nên anh cứ nếu như mà ưng là chốt thôi, vì không phải lúc nào em cũng về được xe i10 đẹp như này, không phải công ty anh nhá. Ở đây em có cho mình một chiếc Avel số sàn đời 2018. Em đang bán là 255 triệu với lớp sơn màu đen đẹp Chevrolet Avel đời 2018 này. Màn hình giải trí đầy đủ đẹp cho em, ghế da đẹp rồi. Ui cái gì? Ghế da đẹp rồi, 255 triệu đời 2018 la răng thể thao với lớp sơn đẹp cho em rồi. Ở bên đây thì em có một dàn xe mẹt luôn, Mercedes-Benz em rất là nhiều. Anh Hoàng Đình Thuyên nhá, em đã tư vấn như thế rồi, tin tưởng bên người bán này, tạo cho em một cái, cho em 1% tin tưởng thôi, em sẽ tư vấn cho mình. Em nói rồi, công ty này em không nhận. Bây giờ công ty mà về, có những xe mà công ty nó vẫn ngon đấy, nhưng nhập về hồ sơ chủ mã, giải thích với khách nhiều người hiểu thì không sao, không hiểu thì rất là mệt, nên em không muốn đau đầu, không muốn già người về những cái vấn đề như vậy, nên em không thích nhập xe công ty. Chỉ xe của tư nhân có chạy một chút Grab là em sẽ nhập, nếu như xe ngon, không đâm xô, không ngập nước, nên anh hoàn toàn yên tâm nhé. Ở đây em có cho mình một chiếc xe mẹc này, 1, 2, 3, 4, 7 chiếc xe mẹc hiện đang sẵn tại bãi này. Chiếc xe mẹc này biển 30, giá chỉ có 199 triệu đời 2004 số tự động này. Bên đây là mẹc C250 cũng biển thủ đô đẹp, đời 2010 em đang bán là 388 triệu này. Về dòng xe mẹc thì các bác biết rồi đấy, cực kỳ chất, cực kỳ an toàn, đi rất là sướng luôn. Và bên đây em có cho mình một chiếc xe Hyundai nhưng mà là Elantra đời 2009 số sàn 195 triệu. Dạ em chào anh Trường Lê nhé. Biển 27 Hyundai Elantra đời 2009 ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da đẹp luôn, số sàn 195 triệu là có xe đi, cam kết không đâm xô và không ngập nước cho mình. Ôi tự dưng nó rát họng quá. Và bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan nữa đây. Vậy là em sẵn hai chiếc này, rất là may mắn nhập được hai chiếc này. Chiếc này cũng là 238 triệu đời 2015 nhập khẩu cùng đời với chiếc kia, trang bị động cơ là 1.2. Màn hình giải trí có rồi, có phím bấm chân vô lăng này, ghế da đẹp luôn. Chiếc kia thì trần bác chủ cũ cẩn thận là bọc ni lông, còn chiếc này bác chủ này thì cứ để nguyên, nguyên si luôn, trần lỉ nguyên si. Màn hình giải trí OLED siêu to. Sờ thảm này các bác nhìn, thảm này bọc sạch sẽ cho em rồi nhá. 238 triệu Hyundai Accent đời 2015 nhập khẩu, 238 triệu chị. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm những mẫu xe nào bên em thì comment lên đây cho em ạ. Vios đây ạ. Anh Hoàng Lam ơi đợi em một chút nha, nhiều xe quá nó cứ rối đến Vios này. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Vios màu trắng rất là đẹp luôn. Vios màu trắng đẹp, bản sedan đẹp đây ạ. Vios đời 2011 số sàn. Đẹp thế này mà sao lại ghi có giá là 210 triệu, liệu có nhầm giá không? 210 triệu cho chiếc xe Vios đời 2011, trang bị động cơ 1.5, ghế da đẹp căng cho em này. Nhìn cái bên ngoài hình thức đây ạ, ghế da các bác nhìn này, ghế da nội thất đẹp rồi.
Nhưng bên trong đây ạ, la răng thể thao, à bên ngoài la răng thể thao này, sơn si rất là đẹp luôn. 210 triệu đồng, em chào bác Ban Trẻo. Ban Trẻo nghe rất giống tiếng Trung. Em chào bác Vũ Thanh Hữu này, bác Nguyễn Duyên này, bác Nguyễn Viên này, chia sẻ lên giúp em đi nào. Tự dưng lại lắng rồi. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Ford Fiesta. Các bác là nữ này, đi chiếc xe này rất là êm. Mà các bác là nam đi cũng không hề sợ bị cụt đuôi nhá. Vì form dáng của Ford Fiesta nó không hề cụt, nó là hatchback nhưng nó không cụt như Kia Morning. Mà nó rất là thon luôn, nhìn rất là đẹp. Ford Fiesta đời 2013 số tự động. Giá chào bán là 318 triệu cho chiếc xe Ford Fiesta này, đi rất là sướng luôn. Đầu đài nguyên bản theo xe, túi khí an toàn. Đầu đài rất giống với chiếc xe Ford EcoSport. Rất giống luôn. Ghế da một cái màu vàng rất là đẹp này, trần lỉ zin. Có thảm này, sạch sẽ cho em, số máy cực ngon, không đâm xô, không ngập nước, đi cực kỳ an toàn. Phanh ABS chống bó cứng, la răng thể thao đẹp cho em rồi. 318 triệu còn 301, bao rút hồ sơ khách hàng, cắt lỗ luôn. Và lửa tháng rồi. Cắt lỗ luôn này. Em chào bác Hoàng Xuân Trèo nhé. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi mang tên là Kia Rio. Kia Rio số tự động 7 chỗ ngồi đời 2014, 468 triệu. Và đây là chiếc xe Kia Rio, à kiếm xin lỗi, Kia Rondo máy dầu nhá. Máy dầu đây ạ. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, màn hình giải trí có rồi, điều hòa auto. Và có gì nào, đề lỗ thông minh start top này, ghế da đẹp luôn. Kia Rio máy dầu 7 chỗ ngồi số tự động 468 triệu. Fiat màu trắng 2011 210 triệu. Kia Morning đời 2016 số sàn. Trang bị động cơ 1.2 em đang bán là 215 triệu, la răng thể thao đẹp căng cho em rồi đấy ạ. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Lacetti. Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu số sàn. Em đang bán là 193 triệu. Trang bị động cơ 1.6 này, Lacetti đây, rất là đẹp. Form dáng đẹp luôn. Ghế da hai màu. Táp lô, táp ly đẹp căng cho em. Túi khí an toàn. Điều hòa mát lạnh số sàn. 193 triệu cắt lỗ rồi đấy, 193 triệu cho chiếc xe Lacetti SE này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Innova bản G, biển 30, bản G số sàn, đời 2008, 245 triệu, trang bị động cơ 2.0, đời 2008 nhé, bản G cho em. Bản G 245 triệu, Innova đấy ạ. Những khách hàng nào nhà mình có người nhà mà khoe là muốn mua Innova về chạy dịch vụ, đỡ phải đi xây hay là đi làm công trình vất vả, muốn chạy taxi thì chia sẻ hoặc là giới thiệu bạn bè giúp em vào đây ạ. Còn bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent bản Blue cao cấp nhất này. Biển này rất là đẹp luôn, 34-16699. Bản Blue đặc biệt này có cho em là đèn bi salon này, đèn gầm, giải đèn led, đời 2016 nhập khẩu, 345 triệu. Xin nhan trên gương, lước sơn màu bạc đẹp cho em. Mua thêm cái nữa anh ơi. 345 triệu Hyundai Accent bản đặc biệt. Em chào bác Thư Châu nhé. La răng thể thao và phanh ABS rồi, bản đặc biệt đẹp cho em. Lắm xe quá. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Kia Morning biển 99 này, 145 triệu, đời 2010, số sàn, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ luôn, rất là chất. Xin nhan trên gương, 145 triệu với lước sơn màu bạc. Ghế da hai màu đen đỏ này. Túi khí an toàn, điều hòa để mát lạnh cho em, chỉ có 145 triệu thôi. Rất là nhiều xe đẹp luôn, các bác quan tâm mẫu xe nào, comment vào đây để tên xe vào đây cho em. Đi vào trong đây nữa còn thêm phải 30-40 chiếc xe nữa này, đây nữa này. Nhiều xe quá không biết nói từ đâu đến đâu. Ở đây có cho mình một chiếc xe Kia Morning đời 2016 số sàn, trang bị động cơ 1.2, giá chào bán là 205 triệu, biển 98. 98 là ở đâu? Bắc Giang à, phải không nhỉ? Hôm nay thì em có thêm cho mình
Cerato, Cerato hôm qua em bán rồi anh ơi, chiều qua bán cùng với Xpander rồi. Xpander thì hôm qua về làm dâu Nghệ An, còn Cerato về làm dâu Bãi Cháy Quảng Ninh rồi anh ơi. Em có cho mình Kia Sorento đây ạ. Cerato em bán rồi, còn đây em có Kia Sorento 7 chỗ ngồi gầm cao Sorento 380 triệu đời 2009 này. Số tự động với nước sơn màu đen đẹp này. Cerato hôm qua em bán về Bãi Cháy rồi anh ơi. Làm dâu cùng với Xpander Nghệ An thì cùng chiều ngày hôm qua. Chiếc xe Kia Soul. Lắng quá. Cerato, à cả Sorento ạ, 380 triệu này. Spark tập lái này chỉ có 85 triệu, Spark van tập lái 85 triệu. Mới lấy bằng đi chiếc này cho em đi. Đến lúc không may mà có va quẹt vào đâu xước xác một tí đỡ xuất. Ở bên đây thì có một em đến từ Trung Quốc. Một em Zoti T600. Đẹp căng cho em với full option cửa lóc. Toàn cảnh liếc lái theo vô lăng. À liếc đèn theo vô lăng này. Đề lổ thông minh, túi khí an toàn, cam hành trình, cam lùi. Đầy đủ không thiếu một cái gì. T600, Zoti T600 320 triệu. Còn ở đây thì có cho em một chiếc xe Innova màu đen này. Fiat màu ngọc trai đời cao không. Fiat màu ngọc trai nó sẽ là cái màu gì nhỉ anh nhỉ? Màu em không gọi là màu vàng hay màu trắng nhỉ anh nhỉ? Hay màu xám nhỉ? Innova đời 2006, số sàn 218 triệu, biển thủ đô đẹp đây ạ. Màu đen đẹp bóng cho em luôn nhá. Anh bạn Bân Chẻo. Không biết đặt tên như nào cho nó hợp lý cơ. Ban Chẻo, Ban Trạng, nếu như Ban Trạng thì là Trung Quốc em còn biết này. Hoặc là Lão Bản em còn biết này. Innova đây nhá. Đời 2006 bản G 218 triệu này. Vios đây có phải là màu ngọc trai không anh? Đây có được gọi là màu ngọc trai không ạ? Vì em không hình dung màu ngọc trai, vì mỗi một lơi nó lại gọi một cái tên khác nhau ấy. Fiat biển 37 với lớp sơn màu vàng cát đẹp đây. Màu vàng cát này nó cũng óng, chắc là màu ngọc trai thật rồi. Fiat đây anh Nam ơi. Màu vàng cát đời 2011 em đang bán là 215 triệu. Số sàn chỉ có 215 triệu cho chiếc xe Fiat đời 2011. Fiat thì là thương hiệu rồi. Lồi đồng cối đá phá không hỏng. La răng tâm thể thao, phanh ABS, xin nhan trên gương. Chào bác Trần Sơn này. Fiat đây ạ. Đời 2011, 215 triệu form dáng chất sơn. Cũng như là máy số cực ngon cho em. Accent thì có luôn nguyên một dãy accent luôn. Bản blue, bản số tự động, bản nhập khẩu đầy đủ cho em nhé. Tập lái thì có 85 triệu Spark này. Corona Antis thì em có đây. Có Corona Antis đời 2005 này. Corona Antis cũng như là Vios với Camry thì đúng là thương hiệu rồi. Lồi đồng gối đá dù có phá nó không hỏng đây ạ. 190 triệu cho chiếc xe Corona Antis đây ạ. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Captiva. Biển 88 Vĩnh Phúc. Captiva đời 2007, 7 chỗ ngồi số sàn 210 triệu đồng. Chỉ có 210 triệu cho chiếc xe Captiva. Số sàn đời 2007 đấy ạ. Form dáng rất là đẹp, lớp sơn màu đồng đẹp cho em. Kệ bước chân lên xuống xin nhan trên gương. Cũng như là la răng thể thao lốp xe này. Form dáng đẹp. Và Ford Fiesta đời 2011 số tự động em có đây. Biển thủ đô đẹp, lớp sơn màu đỏ đẹp cho em. Đèn gầm có này, xin nhan trên gương này, hộp số thể thao. Số tự động cho em nhé. 295 triệu đời 2011, trang bị động cơ 1.6 số tự động Ford Fiesta đây ạ. Vios nữa này. À đây là Gencha này. Đây là một chiếc Gencha nữa đây. Chiếc Gencha này chỉ có 136 triệu thôi. Với lớp sơn màu đen đẹp, bản sedan biển 36 ghế da em đọc lại rồi. Biển 34 này là một em Corona Antis đời 2010 số tự động 395 triệu. 395 triệu cho chiếc xe Corona Antis này. Em chào bác Lặng Thầm nhé. Sát họng quá. Cứ gào lên. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào, nhấc máy lên và gọi cho em qua số điện thoại 035 460 2790. Hôm qua thì là vì có khách nên em buổi nghỉ buổi báo giá. Hôm nay rất là nhiều khách hàng comment.
gọi rung cái túi lên để cái điện thoại vào đít mà rung cái mông lên thế này. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào nhấc máy lên và gọi cho em nhé. Còn có lẽ bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ở đây. Em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay tại đây rồi. Không toát mồ hôi nhưng hơi mệt. Em chào bác Lặng Thầm nhé, tất cả khách hàng, em cảm ơn tất cả khách hàng đã đồng hành cùng em Lê Hương trong suốt buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Anh Ban Chẻo cũng như anh Nguyễn Lam này, cũng như là anh Yêu Thiên Nhiên nhé, kết nối Zalo với em để em gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhất của những dòng xe, mẫu xe mà mình đang yêu cầu xem nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình vào lúc 11:30 các ngày trong tuần. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của mình. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.